Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại với các bạn cái sản phẩm bút thử điện không tiếp xúc. Thì cái sản phẩm này mình đã từng giới thiệu qua cái video clip của bên thiết bị dụng cụ điện Thanh Trúc lâu rồi. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu lại để cho các bạn có thể nắm lại cái sản phẩm này như thế nào. Bởi vì cái sản phẩm vừa rồi mình có làm video clip nhưng mà cái phần mà tiếng âm thanh bên trong nó không có được rõ, cho nên các bạn nghe không có được rõ. Thì hôm nay mình xin phép làm lại. Thì cái sản phẩm này với cái mã hàng là BM8908C ha. Thì đây là một cái sản phẩm bút thử điện không tiếp xúc. Các bạn có thể nhìn thấy được cái tên của sản phẩm, rồi cái mã số sản phẩm là, mình nhắc lại là BM8908C, bút thử điện không tiếp xúc. Ở bên trong sản phẩm thì người ta gồm có một cái giấy hướng dẫn sử dụng, một cái giấy sản xuất ghi ngày tháng sản xuất mã hàng BM8908C ha. Thì đây là một cái sản phẩm bút thử điện không tiếp xúc của Trung Quốc. Rồi, đó là cái phần vỏ hộp, còn đây là cái phần chính, là cái phần quan trọng. Thì đây là một cây bút thử điện, mình sẽ mở cái lớp ni lông bên ngoài. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái ngoại quan của sản phẩm. Đây là cái cây bút, nó màu cam. Ở phía dưới sẽ có một cái núm vặn để chúng ta tháo ra và chúng ta lấy pin ha. Thì đây là hai viên pin của cái bút thử điện này. Đây là sử dụng pin tiểu, pin này chúng ta có thể mua rất là dễ dàng để mua bên ngoài, trong những cái tiệm tạp hóa hay là tiệm điện cũng được đều có ha. Thì đối với cái sản phẩm bút thử điện này thì rất là phù hợp cho tất cả những bạn làm bên lĩnh vực là điện, sửa chữa điện, và hoặc tất cả chúng ta có thể sử dụng trong gia đình để kiểm tra những cái dây có điện hay không, hoặc là khu vực ổ điện, ổ cắm điện có điện hay không, thì rất là thuận tiện. Thì sản phẩm nó sẽ gồm có những cái vạch sóng để chúng ta biết được rằng cái nguồn điện mà chúng ta thử có mạnh hay yếu, hay là nó phát ra cái những cái vạch sóng để chúng ta biết được rằng chúng ta đang ở cái khoảng cách điện xa hay là gần. Thì ở đây nó có hai cái nút, một là cái nút nguồn và cái nút đèn. Thì nút đèn là nút màu xanh phía dưới, còn nút trắng trên là nút nguồn. Thì chúng ta muốn thử, chúng ta bật cái nút nguồn lên, chúng ta để là gần cái sợi dây có điện. Ở đây mình sẽ để gần lại sợi dây có điện đó. Khi gần lại một khoảng cách ngắn thì chúng ta đã thấy được cái tín hiệu nó phát ra rồi. Rồi mình lại càng tiến gần lại cái dây điện thì cái những cái vạch sóng nó lại càng mạnh hơn, chứng tỏ là cái nguồn điện chúng ta đang tiến gần đến cái bút thử điện, hoặc là bút thử điện đang tiến gần đến cái nguồn điện. Ở đây là cái dây điện mình đang có điện ha. Thì các bạn cũng chú ý một điều rằng cái sản phẩm bút thử điện không tiếp xúc là nó kiểm tra dây điện và kiểm tra dây nóng, cho nên là khi mà chúng ta để gần lại dây nóng thì nó sẽ báo tín hiệu là có tín hiệu điện. Nhưng nếu như mà dây nóng và dây nguội để gần nhau thì nó vẫn báo có tín hiệu. Cho nên là khi mà các bạn muốn kiểm tra dây nóng và dây nguội thì cố gắng là chúng ta tách hai riêng hai sợi ra xa để chúng ta có thể kiểm tra được và biết dây nào dây nóng dây nguội. Còn nếu chúng ta để chung thì chúng ta không biết. Nó cũng có thể kiểm tra trong những cái dây điện nằm bên trong cái hộp nhựa, ống ren. Và đặc biệt mình muốn nói lại là tất cả bút thử điện không kiểm tra được dây điện âm bên trong tường nha các bạn. Dây điện âm bên trong tường thì chúng ta không thể kiểm tra được. Thì đối với cái sản phẩm này thì nó có cái card bảo vệ là card 3. Thì như các bạn cũng biết là những cái card bảo vệ 1, 2, 3, 4 thì nó như thế nào. Ví dụ card bảo vệ 1 thì nó là trong những cái máy vi tính, những cái bo mạch điện trong máy vi tính. Cách bảo vệ 2 là điện 220, điện dân dụng, điện sử dụng trong gia đình của chúng ta. Cách bảo vệ 3 là những cái điện trong nhà máy 308. Còn cách bảo vệ 4 là những cái điện cao thế bên ngoài ha. Rồi thì như các bạn cũng nhìn thấy tổng quan sơ về cái sản phẩm như thế này. Và cái mình nhắc lại là cái đây là cái hiệu của sản phẩm, và cái mã số sản phẩm là BM8908C. Các bạn có thể dễ dàng tra cứu trên Google Internet để chúng ta tìm hiểu về thông tin về sản phẩm này. Giá bán hiện tại là 200.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn.